sản xuất hữu cơ là mình phải học cách để mình chung sống với tự nhiên. Mình biết được những cái quy luật của tự nhiên, biết được quy luật của cây trồng, và từ đấy mình áp dụng những quy luật của tự nhiên vào cái quá trình sản xuất của mình. Mình là Nguyễn Đức Trinh, trước đây là mình là từng là nghiên cứu ở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Cái thời kỳ mà mình mới ra trường ấy là mình nghiên cứu về cây lúa, nhưng mà sau khi mà đi xin việc nhiều nơi không được thì lại xin được vào cái chỗ làm cây rau. Xong rồi đi sang Israel học, cùng học về cây rau. Xong rồi đi sang Úc có nghiên cứu, cùng nghiên cứu về cây rau. Và sang Nhật thì nghiên cứu, cùng nghiên cứu về cây rau. Rồi quay về Việt Nam thì thấy là an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với cây rau ấy, nhất là rất là bức thiết ấy. Thế nên là mình vẫn luôn luôn có một cái suy nghĩ là muốn tạo ra những cây rau mà chất lượng an toàn thật đối với người khách hàng, và nhưng mà cái giá thành nó cũng phải vừa phải để cho nhiều người sử dụng được ấy. Sau khi đi học về xong thì mình cũng có cái nhiều cái cơ hội giành được những cái vị trí cao hơn trong quản lý, nhưng mà sau đấy thì mình quyết định là bỏ ra để làm cái trang trại này. Ông xã mình nghỉ mình cũng ủng hộ, mặc dù công việc đang làm rất là tốt. Thì bây giờ mình ra ngoài thì mình không biết là nó sẽ như thế nào, và mình đang ở một cái môi trường nó ổn định. Ổn định theo quan điểm của tùy từng người thôi. Phải ra ngoài thì mới ổn định được, mình phải dốc toàn tâm toàn lực vào đó thì mới ổn định được, chứ còn nếu cứ chân trong chân ngoài nó sôi hỏng bỏng không, không được gì cả. Cuộc đời này chỉ người ta hay bảo là chỉ có sống một lần, nên là mình lựa chọn làm sao mà sống mà mình cái mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Rau hữu cơ đây là mình là sản xuất theo tiêu chuẩn là 50, tức là mình không dùng phân bón hóa học, không dùng thuốc hóa học, không dùng giống biến đổi gen, không dùng những thuốc kích thích sinh trưởng, và không dùng những cái sản phẩm biến đổi gen. Tất cả các quy trình sẽ là thủ công, không được phép sử dụng bất cứ một cái loại hóa chất nào để diệt cỏ cả, tất cả đều là bằng tay. Về sâu bệnh thì trồng hữu cơ một khi đã sâu bệnh rồi thì hầu như là phải bỏ đi và cũng không được, nên là cái chi phí lao động rất là cao và cái công lao động rất là nhiều ấy. Cái niềm vui mà làm nông nghiệp hữu cơ đưa đến cho mình, thứ nhất là mình được tiêu dùng những cái sản phẩm mà rất là an toàn do mình sản xuất ra. Ôi giời, vui lắm. Mỗi buổi sáng ấy, kiểu đi làm công việc khác chẳng hạn, sáng ra mở mắt là trời ơi, mẹ phải đi làm rồi mệt mỏi lắm. Nhưng riêng làm thì rất vui, sáng ra mở mắt ra là kiểu nhanh nhanh chóng chóng rồi đến đây, đi một vòng để nhìn cây nó lớn lên và hít thở cái không khí nó trong lành. Thứ hai là niềm vui là mình cùng tạo ra công ăn việc làm cho những công nhân lao động ở địa phương ấy, mà họ cũng rất là gặp khó khăn. Một người là bị câm này, một người thì cũng bị điếc này. Khi mà mình tạo ra công ăn việc làm mà cho các cô gắn bó từ 2 năm đến bây giờ thì nó cũng tạo ra một cái không khí giống như một cái gia đình mình ấy. Mình cũng phấn khởi vì có rất là nhiều tin nhắn của các khách hàng gửi đến nói là rau ngon lắm, rau mà chỉ có rau của chị em mới dám ăn sống thôi, tức là mình phấn khởi kinh khủng luôn. Rất muốn là khi mình chuẩn hóa được cái mô hình hữu cơ của mình thì mình có thể hợp tác được những cái người sản xuất trực tiếp ấy, như ví dụ hợp tác xào hoặc là nhóm nông dân, có thể chuyển đổi được cái mô hình này, tạo ra nhiều cái sản phẩm mà an toàn hơn cho nhiều người dùng hơn, và cùng là tăng thu nhập được cho những cái người nông dân và tạo cho cái thế hệ tương lai thì nó một cái môi trường nó an toàn hơn.